Dạ Thái muốn chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì do gia đình thiếu thốn này kia là mấy anh em cũng có đi mua nhang rồi đèn cầy rồi mấy cái vật dụng trong cái tang lễ của cô chú anh chị. Đó. Rồi giấy tiền vàng bạc và nhang, nói chung là mấy anh em hỗ trợ. Chứ giờ gia đình cũng không có tiền mà để mua đâu cô chú anh chị. Còn cái gì này? Đây đây. Quá trời. Đây là của chủ cái tiệm á, đang gửi cúng. Giờ mưa luôn rồi. Tối mưa là nó làm không được. Không. À, bây giờ có cái máy nghe kinh nè cô. Bây giờ cô đem đỡ vô cẩm nha cô. Để mua tài trợ cho máy nghe kinh luôn. Máy nghe kinh đâu rồi ta? Coi dưới rồi, coi có không? Lấy đồ về không? Coi mấy mộng đó. Dạ, mưa luôn. Có khi nào nãy nó lủng không, gắt hơn, đứt không? Mới làm vậy đây. Có bỏ trong hộp không? Trong hộp. Nè, 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 phải không? Kìa, cái hộp trắng trắng đó đó, cái chị được cầm đó, đó phải không? Rồi. À, đi đâu rồi, đi nha, lấy tiền rồi, bỏ kia rồi cho. Hộp ở đây không có. Ây da, căng đi ta. Coi, coi xong cái này hả chú? Cái nào rớt không? Đây, đây nè, cô, đây nè, đây nè, đây nè. Hết hồn. Hết hồn, tưởng nó lủng bọc rớt rồi. Còn cái bọc đó mà. Rồi lấy cái máy nghe. Cô vô mở rồi cô vô mở đi, cô vô mở rồi cho chú đi. Nó cái máy nghe kinh đây cô chú anh chị. Cái này chuyện nữa tắt mà thăm nha nè. Để cho chú nghe để mà cho bà Phật vừa tới. Qua được không? Để bê. Qua được không? Lấy cái bàn vô nha. Lấy ghế rồi. Lấy ghế rồi kia đi. Trời mưa lớn rồi cô chú anh chị ơi. Cái đám tang gì đâu mà nó khổ quá trời khổ luôn cô chú anh chị. Quá trời tội luôn rồi. Đám tang chỉ có vợ chồng thôi, cô chỉ có người cô nè, cô chú ở trong nhà. Qua được không chú? Bây giờ mưa lớn lắm đó cô chú anh chị ơi. Mưa quá trời mưa rồi. Không có chỗ ghim hả con? Ở trong máy nó không có pin. Ở xứ như xài đằng điện bằng điện mà. Pin. Pin nó điện. Con có pin đâu con để vô. Đúng rồi, pin tiểu á con. Có không? Nãy cô kia ghim điện vô không bỏ pin vô luôn. Ở nhà. Trời mưa quá trời của chú anh chị ơi, mưa lớn lắm luôn á. Trong mới có tạt luôn. Rồi đây là cái ngôi nhà của hai vợ chồng này ha. Rồi rồi. Cô coi có pin không? Rồi gắn được rồi, gắn được rồi. Có pin này, có pin này. Nhà cô mà sao không có cửa luôn hả? Rồi đây là toàn cảnh cái ngôi nhà của hai vợ chồng cô với chú nè. Rồi. Này hứng nước mưa của chú anh chị, tại ở đây không có nước nha, hứng nước mưa để mà vệ sinh cá nhân á. Mưa lớn quá trời luôn nè. Đầu cho
quá trời luôn. Căn nhà trong một cái khu rừng cả nhà, quá trời luôn. À, cái gì đồ gì không cả nhà ơi. Này chú chó nè, mấy con. Hả? Con nhớ hả con? Nằm từ hồi mà ông ba ông chết tối rồi nằm dưới đế. Em đang quay á. Cô lấy giấy tiền nè, cô đốt cho chú rồi chú. Ừ. Nói bây giờ thì cũng có cái máy tụng kinh rồi đó cô chú anh chị. Thì bây giờ cô sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho chú ha. Đây là con chó mà chú yêu thương nhất nè. Giờ nó quanh quẩn ở đây thôi. Chứ nó mọi lần lạ là vô nó sủa dữ lắm. Dạ. Từ hôm qua nay là ổng tối chết là nó nằm dưới ghế. Còn ổng còn thì nó nằm dưới chân giống nó ngủ với ổng á. Còn con nữa chó mẹ nằm kia không ra. Chú quanh quẩn ở đây miết luôn. Chó giờ nằm ở dưới áo quan của ông luôn ha. Sáng giờ không nghe tiếng sủa rồi. Chứ nó hỏi chị Năm, tôi nó sủa dữ lắm. Bình thường là cô là với anh trai đi làm là chỉ còn ở nhà là chỉ còn chú. Thì ổng Năm đó là cô đi lội xúc cá, hái rau, rồi về cho ổng ăn xong cái cô đi nữa, cái đi bán. Thì về cái tắm rửa cho ổng, cái cho ổng ăn giặt nữa. Ủa người con trai đâu? Đi mua đồ luôn. Đi mua mai đồ mai đi cũng mua. Vậy là sư thầy là hồi nãy là mới về luôn hả? Cúng cơm xong là về luôn hả? Là ngày mai là mấy giờ sư thầy tới đó con? Ủa mai 7 giờ cúng. Dạ. Đi mua tâm sên rồi. Là tối nay là sư thầy không tới nữa? Không, xong rồi đó. Có nói chung là không có ai hết trơn á. Tăng lễ chỉ có cô với con cô à, với lại có một hai cô chú hàng xóm lại hủ hỉ thôi. Trời ơi chị làm sao? Trời ơi cái hôm nhà của cô cháy là có vợ chồng chị với con chị lại cứu á. Cháy banh nhà luôn. Cháy hết chỗ luôn. Cháy hết, không có còn một cái gì luôn, hỏi cô hỏi chị đó. Nhờ vợ chồng chị với con cái chị nó lại đem máy bơm lại gắn ở dưới kinh rồi nước vừa lên á. Mà đứng về mà cô đứng còn bụng rủng chân tay không, nó cháy không còn một cái gì. Ủa cái này vàng mã không, chứ đâu có giấy tiền đó, có giấy tiền đó. Giấy tiền. Đời. Có giấy tiền không? Có, nó để mà lát tối như vậy. Đâu, ổng tối mà ổng chết nó nằm dưới cái bố ổng á. Không đi luôn á. Còn con chó mẹ nó nằm trong kia kìa. Là bên chú là có dòng họ gì tới không? Thì có em ổng hồi trưa ngồi mặc áo đỏ đó. Em ruột ổng có còn người nữa mà ở ngoài Mỹ Tho điện cũng được. Mỹ Tho hả? Ừ, ổng ở thành phố Mỹ Tho. Vậy là chưa điện cho thay được không? Thì thằng em thứ sáu này điện mà không bắt máy. Dạ. Biết có mắc kẹn gì không mà sao không bắt máy. Vậy là chú là quê ở đâu cô? Ổng gốc Củ Chi. Mưa lớn là không có chỗ ấy luôn nha. Không, cái đường này có mưa lớn cũng sao. Không có mưa. Để tối nay là mưa mà không có ai luôn á. Ủa có coi vợ và con thôi hả? Một người con trai. Dạ, có đồng lòng. Cái này là cô Hạnh Nghiêm ở bên Mỹ á cô. Dạ. Là con kêu đi mua để máy nghe kinh, để cho chú nghe, để Phật bà rước chú đi. Mấy cô cũng cảm ơn cô Hạnh Nghiêm. Đây, nãy con có đăng tải, có vợ chồng chị Hiếu Nữ gửi con nhờ cúng điếu 600 ngàn. Con trích số tiền của cô Hoàng ở bên Mỹ là 2 triệu đồng. Tổng cộng là 2 triệu 6 nha cô. Dạ cô cũng cảm ơn cô vì ở bên Mỹ giúp đỡ cho gia đình cô. Thứ nhất là vợ chồng của anh chị Hiếu Nữ 600. Rồi cô Hoàng ở bên Mỹ 2 triệu là 2 triệu 6. Nếu mà có cô chú nào gửi nữa thì con sẽ trao sau nha cô. Sẽ bằng 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu.
600 ngàn. Cô cũng cảm ơn vợ chồng. Chỉ vợ chồng, chị hiếu nữ. Vợ chồng hiếu nữ bên ấy giúp đỡ gia đình với cô Hoàng. Với cô Hoàng, rồi cô cảm ơn nhiều. Giờ không biết gì, không biết cái gì nói nữa. Là ngày mai là 11 giờ quả thiêu hả cô? Dạ. Là xe đó, là xe bên đội mai táng hay là xe mình mướn riêng cô? Xe đội mai táng đó, nó tính hết luôn á. Cái tổng chi phí là hết tổng cộng bao nhiêu tiền cô? Là 18 triệu á. 18 triệu. Áo quan là bên hội chữ thập đỏ người ta. Áo quan là cái đội mai táng nó cho đó. Mai táng cho. Ừ. Còn thầy với mà xe là đưa đi quả thiêu là tính hết tổng cộng 18 triệu. Ừ. Rồi cô có khả năng trả không? Thì không có khả năng thì thiếu đủ thì cũng tính sao thôi chứ giờ biết sao con. Dạ. Cũng có lòng mình thường quân giúp đỡ như thì cô cũng cảm ơn vậy thôi. Dạ. Chứ giờ cô cũng không biết làm sao. Trước tiên thì phải lo. Dạ. Đang lợi cho chú. Sau đó mình mới tính thôi. Dạ. Con có mua hai cặp đèn cầy á con. Cái đèn bên đây nè. Gió nãy nó tắt á. Đốt lại đi. Đèn cầy còn không hai. Không. Đâu trong cái ly á chị Năm, đèn cầy trong ly chị Năm đốt trong ly á. Dạ mình đốt. Chị Năm lấy cây nhang á chị Năm. Rồi hồi nãy là anh Mạnh có mua cái nhân phanh đó. Nhân phanh là của cái cô đó gửi cúng. Là năm hộp luôn. Chứ có mua hai, con có mua hai hộp nhang này luôn. Hộp nhang lớn à. Với hai cặp đèn cầy là tức là 4 cây á. Nhìn chú chó kìa, nhìn chú chó nó buồn. Nó buồn mà nó giống như nó đang rất là buồn luôn cô chú anh chị. Chị Năm coi chó chị Năm. Tại vì chủ nhân của nó đã ra đi mãi mãi rồi. Ta lát nó là tối là dán tích dán canh luôn. Hôm nay mình chia sẻ rất là nhiều, chưa có căn lễ nào nó lạnh lẽo và căn lễ của hồi cái đường này là mới làm đường lại chứ hồi chưa làm đường là đi khỏi đây được luôn không? Dạ. Nó dính coi như là bánh xe chỉ cô gửi xe đầu đường cô đi bộ vô dính tới cỡ đó đó. Sau này nhà nước làm đường nó đỡ lắm. Đó là lúc trước thì còn có chú Hữu Hủy là con đỡ buồn lắm cô. Bây giờ chú đi còn cô với anh trai à. Nó thì sáng đi làm chiều về cô với ổng ấy xong rồi cô cũng đi lội lặn lội xuống đây. Cô là mồ côi hả cô? Hồi xưa hồi đó một biết nghe nó mồ côi trong quân nhi viện ra. Là cô biết ba mẹ không? Không. Không biết luôn. Tại vì hồi giờ bây giờ hiện giờ là cô chỉ biết gia đình ba má nuôi. Yeah. Mà ông bà thì chết hết rồi. Giờ còn mấy bà chị ở Sài Gòn quận Tân Bình đó. Dạ. Cha mẹ ruột là không biết không? Không, không biết. Trời ơi. Mình ra mình lấy cái bọc cái tiền ra mình đốt được coi đừng đốt như hồi nãy vậy. Đốt với tiền luôn cho coi cho chú ở dưới coi. Để ngoài bàn. Để nó đi lấy con. Để con lấy. Cái lúc đó cô biết cô ở trong trại mồ côi kìa ra rồi ba mẹ nuôi cô. Cái lúc mà nuôi nói cô đó là cô biết không? Không, nói chung hồi đó thì cô không có biết. Sau này đi học ra đường á, người ta ghẹo. Cái ghẹo, con nuôi vậy đó. Cũng tuổi thân. Yeah. Rồi cái về hỏi thì mới biết chứ còn. Tại vì gia đình của bà má nuôi này là có hai dì sơ. Ở dòng đức bà truyền giáo Thủ Đức á. Con thấy cô cặn cũng nặng á con. 18 độ. 18 độ. Này nhỏ cháu nó mới cho tiền nó dắt cô đi xuống Điện Biên Phủ đó, đo đó. Dạ. Triệu mấy cho nên giờ này cô đeo này nó rõ mà thấy rõ lắm. Dạ. Chứ không 18 độ là nặng lắm á. Nặng lắm rồi. Nhưng nặng mà bây lắm. Giờ dạ. Bây giờ kiến giờ nó dày lắm rồi. Bác sĩ giờ mới nói là cho cô khám cườm mà cô chưa có đi được đó. Dạ. Coi cườm nếu mà cườm khô thì sẽ mổ mà cườm nước thì mổ không được. Dạ. Cái tiền
hồi đó kiếm tiền. Cô chung chị thấy cái ký của cô nó dày. Đúng rồi, 18 độ á. Cái công việc hiện tại của cô là chỉ có đi mò ra ao và bắt ốc. Ai thuê cái gì cô làm đó. Dạ. Không có hề nào, không có gian nan lắm, hỏi gì lắm mày con. Dạ. Cái loại mà đĩa nó cắn thôi là mày biết rồi. Đĩa cắn cô tùm lum hết. Ở đây còn đĩa luôn hả con? Trời ơi, ruộng đĩa dữ lắm. Ừ. Mỗi lần cô đi xúc về là chị Năm mày nói tự bà hai đĩa mua bà thì mình không sợ. Thì nói chung mình cũng lo cuộc sống mưu sinh ha. Lo cuộc sống mưu sinh của mình mà. Mỗi lần cứ đi xúc cá là ghé nhà chị đó. Dạ. Bà chơi, bà nói bà ghé tôi coi thứ có đĩa cắn bà không. Rồi lúc mà chú mà còn sinh thời cái căn bệnh của chú là cái chi phí nó cao không cô? Cô không biết nó cao không mà cứ 3 ngày 500 ngàn thì con tính đi cô lấy tiền đâu cô cho không muốn. Rồi vậy là trong cái khoảng thời gian đó là chú có uống thuốc không cô? Không. Cô đi mua lá thuốc dòi mà thuốc nam á. Dạ. Về cô đâm cho ông uống. Ông uống thời gian cái ông không uống nữa. Ông nói ông ngán. Ta nói trời cái này nếu mà uống chịu mà kiên trì thì nó hết. Tại nó cũng như nó lại như dạng mật ưa đi. Là cái căn bệnh của chú là có bị đau gì không cô? Không, không lúc từ bữa mà ông ốm giờ cô đỡ cô kéo ông lên trên kia trời ông đã làng không chắc xương. Ủa, không mà. Sao mà con nghe nói là ở cái bệnh phổi này nè. Là bên y tế người ta lo miễn phí mà. Đây nè, thì hôm bữa ông có lên trên bệnh viện Củ Chi. Nó khám xong, bác sĩ khám xong, bác sĩ nói là cho ông đi phòng phẫu thuật. Mà không cho giấy chuyển viện con. Thằng con cô mới chở mới xuống dưới khám ngoài dịch vụ. Ông để dành đâu được 2 triệu mấy 3 triệu nó chở đi khám. Bữa đó hết xong mua thuốc là hết tiền luôn. Rồi ông về ông nói trời ơi, giờ nào giờ ta mới thấy thuốc gì mà 3 ngày 500 ngàn tiền đâu uống. Thành ra ông cũng bất mãn, ông cũng chán rồi. Có nghĩa là mình có cái giấy chuyển viện thì lúc đó là người ta mới chịu miễn phí ha. Miễn phí, hôm nay nó không cho giấy chuyển viện. Cái đó sao mình không nhập viện ở trước ở đây ở cái bệnh viện này đi. Không thì bữa ông tính đi khám phải có thì ông xin giấy chuyển viện đi xuống Ngọc Thạch rồi bắt đầu nó biết rồi bác sĩ biết mình bây giờ đây mình uống thuốc trên này. Ừ. Nó không cho. Nói chung là cô với chú cũng không có biết cái cách nào mà để mình nhận thuốc miễn phí ha. Ừ. Đó, nói chung là nó như vậy. Cô giờ cũng con mang đủ chứng bệnh nè, tiểu đường đủ thứ nè. Trong khoảng thời gian đó thì chú chỉ uống thuốc nam cầm cự. Uống nam cự. Và cái bữa đó ổng bây giờ ổng buồn ấy chứ ổng đòi đi tự giận, cô nói anh bị điên hả trời. Nếu mà có tiền là theo mà cái căn bệnh của có chú tiền thì đến không có nổi. Nhiều khi cái chú cũng nghĩ tới cô, cũng không muốn làm cho cô cái gánh nặng đó, cô chú suy nghĩ vậy. Bởi vì người qua thương ổng công về ổng nói, tôi nói anh ơi về em nấu mấy cháo cho anh ăn, ngồi giờ tao ăn tao chết. Ta sống mà nó nhức nhối đau tại vì ổng xương không à con. Trời ơi cô, tuy ổng xương vậy mà cô kéo ổng còn nặng chịu luôn á. Cô kéo không nổi. Nhờ thằng con nó về nó đỡ ổng. Là cái trước khi mà chú nhắm mắt là chú nói câu như vậy hả cô? Ừ. Tại vì lúc mà cô ngồi cô nói anh ơi giờ hồi sáng ăn rồi, bây giờ chiều em pha cho anh miếng sữa hoặc là cho anh miếng cháo. Ăn cái cháo gói đó mà ăn có nửa gói, phải ăn nguyên gói đâu. Cô đập cho một cái hộp gà ta. Cô đưa cho đút cho ông ăn, mọi lần ông còn ngồi ông đút được, em đút hết được luôn mà hả họng cũng không ra. Cô nói anh ráng uống đi, kệ con sức khỏe, tới đâu hay tới đó. Ông nói giờ thôi, giờ tao chết rồi tao không ăn, tao tới cho tao khỏe. Rồi nói được có mấy câu, cái đầu nước cái cô cho uống chừng mấy muỗng là rồi hước ba cái đi luôn. Nói chung là cái căn bệnh này cũng hành hạ chú cũng mấy tháng rồi, chỉ chịu hết nổi luôn rồi. Không mà cởi sức mà có tiền thì cũng không đến nỗi nào. Bây giờ mình khổ quá, đi bươi chải kiếm ngày nào ăn ngày đó. Đó thì cái rau chạy xung quanh nhà cô đó, cô đi hái một ký nhiêu có 40 ngàn. Cô đi lội cá có khi được, bữa nào nó trúng thì được khá 70. Còn trúng thì được có mấy chục ngàn rồi. Rồi đi bắt ốc bu á, bán cho người ta. Mấy bữa cô đi làm là chú ở nhà một mình. Thì cô cho ăn xong rồi cô mới đi. Đĩa ha, đĩa cá đầy mình luôn. Đĩa dắt. Chân tay cô giờ thẹo không có đĩa chứ. Ừ, đĩa nó cắn ha. Ở đây là đĩa đi về bà này bà la làng không có trợ bà hai mà tôi sợ bà luôn đó. Nhà mình mà nhà nhìn giùm bà thấy đĩa thôi thấy sợ luôn. Nó buông cái là con đĩa thì không sợ chứ con sợ con dắt á. Ừ, con dắt nó búng. Cái giò bà bây giờ dở lên hen là giấu cái miệng đĩa hen lừ hết trơn. Rồi bây giờ là có cái máy tụng kinh này cũng ấm, nó nghe nó ấm cúng chút xíu của chú anh chị. Thật sự đây là một cái hoàn cảnh mà Thái từ trước tới giờ đi chia sẻ thì thật sự đây là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn của chú anh chị. Chỉ có hai vợ chồng già ở trong cái ngôi nhà này mà bây giờ chú thì cũng đã ra đi rồi. Để lại nỗi đau rất là lớn cho cô.
một người đã gắn bó với mình biết bao nhiêu năm mà bây giờ lại như vậy, ra đi đột ngột như vậy. Ở gia đình thì cũng rất là khó khăn luôn. Hồi sớm khi mà thấy đến thì bên từ thiện thì chỉ hỗ trợ cái áo quan thôi, rồi sau đó là không có bất cứ vật dụng gì hết, không có cái máy tụng kinh, rồi cũng không có nhang, cũng không có đèn gì hết trơn. Rồi sau đó là bên Mạnh Thường Quân của bên anh Mạnh cũng đã hỗ trợ cho cái máy nghe kinh, rồi nhang đèn nãy giờ để đem vô đó cô chú anh chị. Thật sự đây là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn, và cũng mong là cô chú anh chị mình cứ liên hệ để mà giúp đỡ cho cô. Hiện nay thì cô cũng lớn tuổi rồi, cũng mắc rất là nhiều những cái căn bệnh luôn, với đặc biệt nữa là hiện nay mắt của cô cận tới 18 độ là cô chú anh chị đó. Cô hiện bây giờ thì công việc của cô hàng ngày thì chỉ đi hái đọt chạy, bắt cua bắt ốc, mò ốc mò cua của chú anh chị đó. Thì cuộc sống thì của cô vất vả, bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi, chưa có một ngày nào được sung sướng cả, được thảnh thơi cả, vì cái cuộc sống mưu sinh mà cô đi làm hàng ngày á, mà đĩa với dắt cái đeo cô nó hút cô. Thật sự đây là, nói chung là thấy không thể nào tưởng tượng nổi khi mà nhắc đến cái hoàn cảnh của cô là nước mắt cô thấy lại tuôn trào thôi. Thật sự là khó khăn. Thì hôm nay thấy đang có mặt ở đây để mà chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì ở đây không có địa chỉ cô chú anh chị, ở đây thì nằm ở giữa ruộng luôn nè, nằm ở giữa ruộng, một cái ngôi nhà nằm ở giữa ruộng nè. Hiện nay là mưa gió nè, nó cây cối rồi, ở đây thì muỗi rất là nhiều cô chú anh chị. Ở đây thì chỉ là nếu mà cô chú anh chị mà có đến thì có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của cô Thái để ở dưới phần màn hình đó. Cô chú có đến trực tiếp thì liên hệ với cô chỉ vô, chứ ở đây là không có địa chỉ. Thì ở đây là Củ Chi, huyện Củ Chi của chú anh chị. Rồi thôi, Thái cũng xin được khép lại cái video này luôn. Rồi, chúc cô chú anh chị mình có một buổi chiều cuối tuần ấm áp bên gia đình ha, để bắt đầu một tuần mới ngày mai làm việc hoặc là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Dạ, bye bye tất cả mọi người ạ.